cả. Thế này như thế này, trận thứ hai vòng quay lộn sẽ là gì? Đó sẽ là... Thôi! No! Offside đã không còn choi, what the f***? You mother f***! Cái gì thế này? Offside đã không còn choi. Pháp này nhìn thầm khó chịu. Offside đã không còn choi, đánh em ơi. No! Why is it here? Điệt mẹ, offside đã không còn... Cái điện comment không còn win. Khó thế à? Con comment nó win rồi. Xem mang đi. Hả? Yuri? Trời ơi, giống mang Yuri. Chết tôi thờ. Còn tiếp theo là Miko. Ok, một con nữa tôi sẽ ban nó nè. Bí quá nhưng mà khó ban quá. Mờ tóc phi, ok chưa? iPhone 7 mà. Hay sao mà mấy đó? iPhone 7 ông ơi, không phải iPhone 7 đâu. Đây là iPhone 7 bình thường, không phải iPhone 7. Khổ ghê á. Ai à, chơi cùng nào nhờ. Với team hiện đại tôi thấy hơi khó chơi. Hôm nay chúng thắng rồi anh em ơi, cái control này khó lắm. Tôi thề với anh em luôn. Nếu mà không quen tay nha, rất là khó chơi. Thề luôn. Rồi 2. Ok. Để xem liệu tôi có sống sót được cái chơi này không. Bây giờ tôi sẽ đổi cho anh em xem nha. Tôi chỉ có đổi thôi, bây giờ tôi vào game là tôi sẽ đổi ngay lập tức luôn. Đấy nha. Vào game là tôi sẽ đổi ngay. Thêm con chiếc A7 được là nào? Thì lắc cũng không khó hiểu lắm. Không thì bây giờ mẹ nữa, thêm mẹ lắc nữa. A10 Fusion nữa. Không, mẹ vậy tôi không có đánh gì sao ấy. Ê, chứ không ảnh hưởng gì đâu. Mà nên tôi phải để trên máy tính, nên nó rất là nóng. A10 Fusion thì nhầm sao vậy? Ai hey, không nào có nghe thấy thằng Vietnamese nói gì không vậy? Ai tôi đã tắt cái gì? Ok anh em ơi, gánh nản vô, thôi khỏi gánh nản được. Được rồi anh em ơi, chúng ta sẽ đổi cái con mình sẽ đổi cái con tròn ở đây, đây và chúng ta sẽ dùng la ba. Ok, mọi thứ đã đảo lộn. Gì lú quá gì kìa, thề lú cực. Nhìn đây, anh em nhìn đây, trông nó lú chưa? Ủa ghê, đéo chi được cái gì luôn. Không quay tay lại nó hỏng ngay. Lú thật. Lú ngay nhưng mà cái gì đó sẽ sai, lú quá nhầm hơn. Còn thêm mẹ lắc nữa chứ. Ổn quá nhầm ơi. Retreat. Ngược bài nhỏ cứ bị ngược cái gì nhỉ? Move out, grab cheese. Cứ ngược cái gì anh? Trời khổ thì chứ. Mấy ông chơi máy tính thì dễ rồi. Tôi chơi điện thoại khổ quá vậy. Thật sự không biết tôi đi đâu luôn. Đây nhìn cái mẹ nha mày. Nhìn nó ngược cái xì. Ngược khó chịu ghê. Đây chết rồi. Tôi bà quá tôi vợ nhờ.
Trời ơi, ngược thế. Ngược vãi liền ấy, thề luôn. Tôi thấy anh em rất là ngược. Here's Johnny. Trong ngược, trong nó ngược ngược cái xì anh em ạ. À, trời khó chịu vậy. Khó chịu anh em. Nhìn ngược ngược cái này, trời khó chịu vậy. Ờ, đây là upside down nha. Ê, cho anh ngồi thế nhờ. Hề luôn ấy. Có cái khó, cái khó chịu. Khó chịu thế nhờ. Khó chịu quá anh em ơi. Cái này nhìn. Thấy không? Mày nhìn khó chịu quá cứ. Đéo dùng skill đâu đâu mà. Không khó chịu quá cứ. Ây à. Nhưng mà ý ra cái này còn đỡ hơn cái Invert Control ấy. Này trông khó chịu lắm kìa. Nope. Chồng khó chịu thôi. Nhìn khó chịu thôi em. Chồng khó quá liền ấy. Mày nặng quá anh em ơi. Thề, nó khó chịu cái gì ấy. Anh em chơi thấy nó khó chịu. Còn lắc nữa mà. Thề, nó khó chịu lắm anh em ơi. Anh em thấy nó khó chịu chưa? Anh em thấy nó khó chịu chưa? Thề luôn. Thấy cái mạng lắc nữa chứ. Lần nào chơi này tôi cũng làm mèo anh em ạ. Khó chịu cực. Chỉ quen cái control chính đi. Không quen cái control này. Nãy giờ tôi quay bà sót đúng không nhỉ? Ừ, bây giờ đôi giờ mới đổi, đôi giờ mới để ý này, tôi quay bà sót.
anh em ơi. Lặng vãi cơ gì? Nè con tròn nó khó nghe chứ invert anh em ạ. Mẹ nó khó phải liền. Anh em nãy giờ tôi quên mà shop. Đúng rồi, tôi quên mà shop. Mẹ khó thế. Ai đi coi mẹ khó phải liền anh em ơi. Thề trong nó khó phải. Mày lại thấy tôi còn lặn nữa chứ. Cay thật.